Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất vui khi được gửi tới quý vị khán giả những tin tức mới nhất trong ngày và ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Nhiều nhân viên môi giới bất động sản cho biết thị trường nhà đất thổ cư ở Hà Nội đang chứng kiến sự sôi động đột ngột, ngược lại với tình hình ảm đạm trước đó. Anh Tuấn Khang, một môi giới bất động sản lâu năm ở khu vực quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội cho hay, sau một thời gian dài giao dịch trầm lắng, phân khúc nhà đất thổ cư đang hồi phục đáng kể, khiến nhiều người phải bất ngờ. Trong hơn một tháng qua, mỗi tuần anh Khang bán được ít nhất một căn nhà đất thổ cư. Anh Khang chia sẻ, tuy nhiên khách hàng chủ yếu quan tâm đến các căn nhà có giá khoảng 2-3 tỷ đồng và diện tích từ 20-35 m². Những căn nhà với giá cao hơn vẫn gặp khó khăn do đòi hỏi nguồn tài chính mạnh mẽ và yêu cầu cao hơn. Tương tự, một số môi giới bất động sản tại khu vực quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cũng cho biết, từ khi lãi suất cho vay có chiều hướng giảm, nhiều khách hàng đã có xu hướng quay trở lại thị trường để mua nhà nhằm tận dụng những ưu đãi về lãi suất. Mặc dù giá nhà đất thổ cư không biến động nhiều so với đất dự án, nhưng lại có mức độ tăng giá tốt, đồng thời có tiềm năng lớn khi cho thuê và dễ bán khi có nhu cầu. Những căn nhà được khách hàng tìm hiểu, săn mua thường có giá dưới 4 tỷ đồng. Với tài chính 3 tỷ đồng, vợ chồng anh Thái Dũng, Ngọc Hương, Hà Nội dự định mua một căn hộ chung cư ở quận Hoàng Mai. Tuy nhiên, sau nhiều tháng tìm kiếm, anh chị quyết định mua một căn nhà thổ cư để tránh mất giá sau này. Nếu so với 2 tháng trước, giá nhà đất thổ cư nhiều nơi tôi tham khảo lại lên cao hơn, anh Dũng nói. Không riêng anh Dũng, chị Ngọc, nhiều người tìm căn nhà thổ cư để ở cũng gặp khó khi giá phân khúc này bất ngờ có diễn biến tăng nóng vào dịp trước Tết Nguyên đán. Giới phân tích cho rằng có nhiều nguyên nhân góp phần vào hiện tượng tăng nóng giá nhà đất thổ cư khu vực Hà Nội trước Tết Nguyên đán. Trong đó có sự kết hợp giữa nhu cầu tăng cao, tâm lý mua sắm dịp cuối năm và dấu hiệu hồi phục của thị trường bất động sản nói chung. Theo ông Giang Anh Tuấn, giám đốc sàn bất động sản Tuấn Anh, đơn vị chuyên đầu tư cung cấp bất động sản đất nền trong giai đoạn từ giữa năm 2022 đến giữa năm 2023, sàn giao dịch chỉ ghi nhận chỉ 1-2 giao dịch trong cả tháng. Nhưng từ hơn một tháng nay, tình hình kinh doanh có sự cải thiện đáng kể khi có đến chục sản phẩm được bán thành công. Theo chuyên gia này, ưu điểm của nhà đất thổ cư là nguồn khách hàng chủ yếu là những người có nhu cầu thực tế. Dù thị trường bất động sản chung có những biến động và trầm lắng, phân khúc nhà đất thổ cư vẫn duy trì được lượng giao dịch. Điều này cho thấy sự ổn định của thị trường nhà đất thổ cư khi mọi giao dịch đều dựa trên nhu cầu thực tế của người mua, giúp giảm thiểu tác động của các yếu tố biến động tạm thời trong thị trường bất động sản. Ông Tuấn Anh cho biết, một số chuyên gia địa ốc cũng cho rằng, mảng thổ cư từ xưa đến nay tại khu vực nội thành Hà Nội ít bị ảnh hưởng bởi các xu thế thị trường. Nội đô, nơi quỹ đất không thể mở rộng thêm, vẫn đang phải đối mặt với sự gia tăng dân số và quan trọng nhất là nhu cầu thực sự cho việc ở, đầu tư kinh doanh, cho thuê. Do đó, giá bất động sản nội đô, đặc biệt là phân khúc nhà riêng, gần như không trải qua biến động lớn. Bên cạnh đó, thông lệ thị trường cho thấy thời điểm giao dịch bất động sản thổ cư thường diễn ra sôi động nhất là dịp cuối năm. Nhiều người dân có nhu cầu an cư lâu dài và sẵn sàng thực hiện giao dịch bất động sản trước Tết Nguyên đán. Hà Nội đã vào cuộc mạnh mẽ với nhiều giải pháp, song việc mất cân bằng về nguồn cung cầu ở thời điểm hiện nay khiến thị trường bất động sản có nhiều biến động, liên tiếp ghi nhận giá nhà ở mức rất cao. Thời gian qua, chính phủ đã tích cực triển khai các giải pháp hỗ trợ ổn định và phát triển thị trường bất động sản. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện số 1376 CDTTG yêu cầu các bộ ngành và địa phương phải coi đây là một trong nhiệm vụ cấp bách, tiếp tục thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Hà Nội đã vào cuộc mạnh mẽ với nhiều giải pháp, song việc mất cân bằng về nguồn cung cầu ở thời điểm hiện nay khiến thị trường có nhiều biến động, liên tiếp ghi nhận giá nhà giao dịch ở mức rất cao, nhất là căn hộ chung cư đạt đỉnh. Thông tin về thị trường nhà ở quý 4 năm 2023, CBRE Việt Nam cho biết địa bàn Hà Nội có khoảng 4.500 căn hộ mở bán, nâng tổng nguồn cung căn hộ mới cả năm 2023 đạt 11.400 căn, mức thấp nhất trong 10 năm trở lại đây, trong đó 90% thuộc phân khúc cao cấp. Mức giá trung bình của các căn hộ mở bán mới tăng gần 7% theo quý, tăng 14% theo năm và đạt khoảng 50,8 triệu đồng trên mét vuông. Việc giá bán tăng, ngoài nguyên nhân do nguồn cung mới chủ yếu thuộc phân khúc cao cấp, một số chủ đầu tư có sự điều chỉnh tăng giá và mở bán thêm quỹ hàng ở các tầng cao hơn. Khảo sát tại quận Cầu Giấy, chung cư tái định cư tại lô đất A10, khu Nam Trung Yên, phố Nguyễn Chánh đưa vào sử dụng nhiều năm nay, có giá chuyển nhượng từ 43 đến 47 triệu đồng trên 1 mét vuông mà rất ít người giao bán. Thậm chí hai tòa
30T của dự án này mới hoàn thành, đang bàn giao cho người dân chưa có sổ hồng, giá đang tăng từng tuần theo tiến độ nhận nhà, từ 42 đến 45 triệu đồng trên mét vuông chỉ một tháng trở lại đây. Theo nhận định của một số sàn giao dịch bất động sản, nhiều người dân hiện nay chuyển hướng mua căn hộ đã qua sử dụng do môi trường sinh sống ổn định, hạ tầng đầy đủ, có đầy đủ giấy tờ pháp lý. Loại hình này liên tục được săn đón khiến giá bán không ngừng được đẩy lên cao ở hầu hết các quận như Hà Đông, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Tây Hồ và một số huyện chuẩn bị lên quận, khu vực gần với các trục đường lớn. Bên cạnh sự tăng giá của phân khúc chung cư bình dân, một số dự án tầm trung tại quận Thanh Xuân như Imperia 203 Nguyễn Huy Tưởng, Legend 109 Nguyễn Tân, Hapulico 85 Vũ Trọng Phụng, Gold Season 47 Nguyễn Tân, Legacy Lê Văn Thiêm cũng ghi nhận mức giá từ 45 đến 60 triệu đồng trên mét vuông. Đáng chú ý, nhiều dự án đang xây dựng cũng có giá bán rất cao. Chẳng hạn như dự án Handico Complex 33 Lê Văn Lương dự kiến quý 1 năm 2025 hoàn thành được chào bán giá khoảng 60 đến 62 triệu đồng trên mét vuông. Hay dự án cao cấp Lumi Hà Nội thuộc đại đô thị Vinhome Smart City gần đại lộ Thăng Long sắp khởi công vào quý 1 năm 2024 sẽ tạo một mặt bằng giá mới ở khu vực phía Tây. Dự án sẽ cung cấp khoảng 4.000 căn hộ dù chưa mở bán nhưng giá được các môi giới đưa ra khoảng 65 triệu đồng trên mét vuông. Bất chấp thị trường đất nền chung cư tại một số địa phương giảm giá, giao dịch ảm đạm, nhiều dự án nhà ở cao cấp tại các quận trung tâm như Tây Hồ, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Long Biên, Nam Từ Liêm, Hoàng Mai, biệt thự, nhà liền kề vẫn thanh khoản tốt với mức giá chuyển nhượng vài trăm triệu đồng trên mét vuông. Ghi nhận tại dự án Louis City Hoàng Mai, thời điểm giữa năm 2023, giá bán có giảm do ảnh hưởng của thị trường chung thì hơn 2 tháng trở lại đây, các căn liền kề biệt thự tăng từ 10 đến 15 giá đạt mức 150 đến 250 triệu đồng trên mét vuông. Một số căn VIP mặt hồ Yên Sở trở lại đỉnh của năm 2022 khoảng gần 300 triệu đồng trên mét vuông. Hiện chúng tôi không có đủ hàng để bán trong khi các khách tìm mua sôi động trở lại. Hầu hết những chủ nhà cần tiền đã bán từ nửa đầu năm 2023 nên số căn còn lại, nếu không có nhu cầu ở, họ nhà đầu tư không bán vì thực tế dự án này hưởng nhiều lợi thế, đặc biệt sau khi quận Hoàng Mai khánh thành tuyến đường 30m nối từ phố Tam Trinh đi Pháp Vân Cầu Rẽ vào tháng 10 năm 2023. Anh Vương Quốc Anh, một môi giới có nhiều giao dịch thành công ở dự án này cho biết. Điểm hấp dẫn của dự án Louis Hoàng Mai, ngoài vị trí thuận tiện, hệ thống hạ tầng kỹ thuật xã hội đồng bộ hiện đại với tổng số 800 căn nhà, chủ đầu tư cơ bản hoàn thành giai đoạn 1-2, khoảng hơn 600 căn đã bàn giao nhà cho khách kèm sổ đỏ, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình. Chủ đầu tư hiện đang tập trung nguồn lực để khẩn trương triển khai giai đoạn 3, phấn đấu hoàn thiện toàn bộ dự án trong quý 3 năm 2024. Hay tại quận Thanh Xuân, một số căn nhà vườn tại khu Hapulico 85 Vũ Trọng Phụng mới đây cũng giao dịch từ 43 đến 45 tỷ trên căn. Diện tích 140 m2, tương đương mức 310 đến 320 triệu đồng trên mét vuông. Còn tại khu 90 Nguyễn Tân, các căn liền kề diện tích nhỏ giá bán lên tới 350 đến 370 triệu đồng trên mét vuông. Biệt thự khu Green Bay của Vingroup, quận Nam Từ Liêm đều hơn 100 tỷ trên căn, khoảng 380 đến 450 triệu đồng trên mét vuông. Đáng chú ý tại quận Tây Hồ, theo chỉ dẫn của một số môi giới cho thấy thị trường bất động sản cao cấp không hề sụt giá, giá chuyển nhượng vẫn ở mức rất cao, từ 250 đến 470 triệu đồng trên mét vuông. Điểm khác biệt ở các dự án này là diện tích càng rộng, giá càng cao bởi những lợi thế hơn hẳn về không gian, hệ thống hạ tầng. Anh PTH, chủ căn biệt thự 286m2 thuộc K3 giai đoạn 2 của dự án siêu cao cấp Starlake, khu đô thị Tây Hồ Tây, cho biết anh vừa chốt bán thành công căn nhà với giá gần 430 triệu đồng trên mét vuông, tổng giá trị hơn 120 tỷ đồng. So với thời điểm năm 2022, giá nhà có giảm nhưng với tài sản lớn như vậy mà tôi vẫn có nhiều khách tìm mua. Trong khi căn bán lại ít, chứng tỏ nhà đất ở khu vực trung tâm không bị ảnh hưởng nhiều bởi thị trường chung. Anh PTH nhận định, một số căn góc diện tích lớn cũng thuộc giai đoạn 2 của dự án này vừa giao dịch 450 đến 460 triệu đồng trên mét vuông. Dạo qua dự án Sipucha giai đoạn 3 nằm ngay trên mặt đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, cắt đường 40m thông từ chân cầu Nhật Tân đến chân cầu Thăng Long. Biệt thự căn góc đang chào bán từ 300 đến 330 triệu đồng trên mét vuông, trong khi giá gốc chủ đầu tư dự kiến khoảng 270 đến 280 triệu đồng trên mét vuông. Đây là trường hợp đối ngoại nên khách VIP của em mới được chọn mua một trong hai lô góc. Chờ thành phố duyệt giá là có thể vào tên hợp đồng mua bán luôn.
họ lấy xong bán lướt nên em tư vấn để người mua có lợi nhiều hơn. Anh chị đầu tư chắc chắn sẽ tăng ngang ngửa so với K3 Starlink. Môi giới tên Hùng chuyên khu vực Tây Hồ tự tin cho biết. Để minh chứng cho dự báo nhiều tiềm năng đó, môi giới này còn dẫn khách đến nhiều căn liền kề biệt thự khu K1, K5, K6 Sibucha được đưa vào ở từ nhiều năm nay, diện tích hơn 100m² đến vài trăm mét vuông, vừa giao dịch giá từ 270 đến 370 triệu đồng trên mét vuông. Không chỉ khu vực trung tâm, giá đất tại khu đô thị Thanh Hà, quận Hà Đông cũng lên cơn sốt từ giữa tháng 11 năm 2023 sau khi Hà Nội cho phép xây dựng khu B1.1. Các lô mặt đường 14m tăng giá khoảng 10 lần, lô mặt đường 25m tăng 20 giá nhưng không có hàng để bán. Nhiều chủ đất hủy cọc, chấp nhận đền tiền để giao bán với giá cao hơn. Chị NTL, môi giới đất tại khu đô thị Thanh Hà cho biết, hiện các lô biệt thự liền kề khu B1.1 giá giao động từ 65 đến 95 triệu đồng trên mét vuông, đường 14 đến 25m, thậm chí có lô 120 triệu đồng trên mét vuông, đường 30m. Thời điểm trước, ngày 31 tháng 10 năm 2023, một căn liền kề 90 mét vuông có giá từ 5,2 tỷ đồng, thì cuối tháng 11 năm 2023 tăng lên 6,4 tỷ đồng trên căn. Tình trạng sốt đất không chỉ xảy ra đối với khu B1.1 mà các khu khác như B1.4, B1.2 và các khu A gần đường trục Cienco 5 cũng đẩy lên mức 56 đến 68 triệu trên mét vuông. Khác với nhà ở dự án, thị trường đất nền, một số địa bàn có đường vành đai 4 đi qua những tháng cuối năm 2023 cũng giao dịch sôi động hơn với giá biến động tăng. Tuy nhiên, không phải đường mở đến đâu, đất tăng đến đó như người dân hay truyền miệng. Tại quận Hà Đông, địa phương có đông dân cư nhất tại vùng có đường vành đai 4 đi qua như Phú Lương, Phú Lãm, Yên Nghĩa, giá đất ở những vị trí đẹp, giao thông thuận lợi lên đến 70 đến 100 triệu đồng trên mét vuông, khoảng 40 đến 50 triệu đồng trên mét vuông với ngõ nhỏ. Tại huyện Hoài Đức, giá đất tăng từ 10 đến 15% so với cùng kỳ năm 2022, khoảng 50 đến 70 triệu đồng trên mét vuông. Đất trong ngõ nhỏ cũng 40 triệu đồng trên mét vuông. Không thể phủ nhận tiềm năng phát triển mà đường vành đai 4 đem lại cho bất động sản địa phương, nhưng một số khu vực như Sóc Sơn và Mê Linh, thị trường vẫn trầm lắng, có nơi còn giao bán cắt lỗ, thanh khoản chậm. Chị Nguyễn Thị Xuân Thu, một nhà đầu tư ngậm ngùi cho biết, cách đây hơn 2 năm, chị Thu mua hai lô đất liền kề ở dự án Cienco 5 tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh với giá 25 triệu đồng trên mét vuông, diện tích 100 mét vuông trên ô. Đến giữa tháng 12 vừa rồi, chị phải chốt bán với giá thu về 30 triệu đồng trên mét vuông. Nếu so với gửi tiết kiệm ngân hàng thì tính ra bị lỗ, nhưng vì để chủ động nguồn tài chính, tôi chốt bán một ô đất. Dù có nhiều lợi thế về hạ tầng giao thông, quy hoạch thành phố trong tương lai, đường vành đai 4 đi qua nhưng đầu tư ở đây không hiệu quả. Nhiều dự án tính pháp lý không đầy đủ, mua đất nhiều năm vẫn ở dạng hợp đồng góp vốn, chị Thu chia sẻ. Lượt qua các trang mạng, nhiều căn biệt thự liền kề ở dự án Cienco 5 Mê Linh giao bán chỉ 15 đến 20 triệu đồng trên mét vuông. Còn tại huyện Sóc Sơn, đất nền cũng ở mức 12 đến 15 triệu đồng trên mét vuông. Lý giải trước tình trạng nhiều nhà đầu tư không mặn mà mua đất ở Mê Linh và Sóc Sơn thời điểm này, một người có kinh nghiệm đầu tư cho biết nếu xuống tiền ở đây phải mất thời gian khá lâu cho hạ tầng phát triển đồng bộ, dân cư chuyển đến ở đông đúc. Trước đây thị trường chủ yếu là lướt sóng thì nay không nhiều người mạo hiểm đầu tư với tầm nhìn 10 đến 20 năm nên vẫn chỉ nghe ngóng quy hoạch. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.